Vâng, và tiếp tục một bắt khách sang xem combo La Vecchia 938 nữa trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay bên em đi rất là nhiều combo La Vecchia 938 cực đẹp, cực chất, 340. Đó, địa chỉ rất là quen thuộc của anh em trên một miền Tổ quốc, đến 133 phố Trường Lân, Long Biên, Hà Nội, nghe VNK Audio Test combo 938. Cho to lên gì Tuấn? Đẩy lên 50S. Ở đây đang ghép X7, đang ghép X7 với mic với ghép 49. Ở ngoài bên em vẫn đang đóng hàng rất là miệt mài, anh em đóng hết công suất. Ở bên em thì có hai khu vực test hàng và đóng hàng, một không gian chính ở bên trong, còn ngoài này là bên em đang đóng hàng và khách đông thì bên em tiếp ở bên ngoài. Ở ngoài thì nó hơi ồn một tí, xe cộ đi lại rất là hay. Combo VK98 thật sự là thời gian này đang là lựa chọn số hàng đầu về phân khúc quát 40 vì nó rất là rẻ, hàng chính hãng của WeWood thì chất âm cực tinh tế. Cho to đi Tuấn. Tuấn cho to đi. Bass rất mềm, sâu, bass mềm mại, trùng rất sáng, kẹp rất nhuyễn, mịn, dẻo, rất sống động luôn các bạn. Rất nổi bật. Chép rất sáng luôn các bạn. Bác nào mà tìm hiểu về combo La Vecchia 938 thì cứ chủ động liên hệ với đội ngũ Zika Audio nhé, hoặc là đến trực tiếp 133 phố Trường Lâm. Và rất nhiều các bác đã và anh em đã đến tận đây rồi ạ, nghe rất là hài lòng với cấu hình karaoke thế hệ mới. Rất nhiều bác và anh em đã tham khảo loa bãi không ưng ý về chất âm vì không hát được karaoke và kiểu dáng rất xấu, nhưng hiện nay Vecchia 938 cho ra cái phân khúc 340 rất là nhiều sự lựa chọn cho các bác nhé, rất là đẹp, rất hay. Loa 938 nghe hay lắm, thiết kế rất là bắt mắt nữa. Vâng, khách bạn khen đôi loa này thiết kế rất là đẹp, bắt mắt, nhìn nó hiện đại, khỏe khoắn. Tuyệt vời luôn ạ.